7 người đẹp Việt từng dính vào scandal cướp chồng, ai cũng sốc khi thấy Lương Bích Hủ. Dù là im lặng hay chọn cách biện minh, tên tuổi của những mỹ nhân này vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều khi dính phải scandal giật chồng và làm người thứ ba. Maya, nữ diễn viên của scandal Cô Dâu Đại Chiến 2, từng được biết đến với cái tên người tình của Hà Dũng. Nhưng hai người nhanh chóng chia tay sau khi cô vào Sài Gòn. Từ đó đến nay, chưa một lần Maya tiết lộ về chuyện tình cảm của mình trên mặt báo. Theo thông tin mới nhất về nữ diễn viên scandal, cô đã có bầu khoảng 5 tháng và tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để ở nhà dưỡng thai. Khi tin vui của Maya được tiết lộ, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới nữ ca sĩ xinh đẹp. Tuy nhiên, trong lúc đó, một độc giả giấu tên đã tố nữ ca sĩ là kẻ cướp chồng. Khi chia sẻ bài viết về Maya cùng dòng chú thích chua chát, lại một sao giới showbiz cướp chồng. Theo một số nguồn tin, bạn trai của Maya là một đại gia ở Hà Nội. Người đàn ông này đã có vợ và hai người con trai kháu khỉnh. Anh có nhiều mối quan hệ tình cảm qua lại với chân dài showbiz Việt. Anh và ca sĩ Maya mới yêu nhau được khoảng một năm. Pha Lê, hiện tại tên tuổi của nữ ca sĩ gốc Hải Phòng bỗng dưng được hâm nóng khi dính vào scandal giật chồng của cụ người mẫu Dương Yến Ngọc. Chuyện đôi co công kích lẫn nhau của hai người trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nữ diễn viên Đức Cảng khẳng định sẽ nhờ luật sư và pháp luật để bảo vệ danh dự. Sau nhiều lần công kích lẫn nhau khiến dư luận chóng mặt, câu chuyện của hai người đẹp đến thời điểm này tạm thời vẫn chưa đi đến hồi kết. Dương Yến Ngọc đăng đàn thừa nhận sai lầm và xin lỗi chồng lẫn Pha Lê. Nhưng giọng ca Hoa Thủy Tinh tuyên bố không bao giờ tha thứ cho bà mẹ hai con. Lương Bích Hủ, có thời gian Lương Bích Hủ khiến dư luận xôn xao khi xuất hiện với thân hình mũm mĩm, chiếc bụng to tướng trong buổi tiệc sinh nhật của Lâm Khánh Chi. Trước đó vào năm 2012, vợ của nhạc sĩ Khánh Đơn lên tiếng vạch mặt Lương Bích Hủ là kẻ thứ ba, làm tan nát gia đình cô trên mặt báo. Sự việc này một thời gian dài gây xôn xao và ảnh hưởng đến danh tiếng của Lương Bích Hủ. Tuy nhiên, dù liên tục xuất hiện thân mật với nhạc sĩ Khánh Đơn, thậm chí đã sinh con, Lương Bích Hủ vẫn chọn cách im lặng và né tránh dư luận. Cô chưa có bất kỳ phát ngôn hay lời giải thích nào cho những tin đồn này. Kim Tuyến, so với nhiều người đẹp dính nghi án người thứ ba, nữ diễn viên Kim Tuyến chịu rất nhiều thiệt thòi khi cô bị chính người đàn ông trong cuộc dùng những lời lẽ cay độc làm tổn thương. Trước đó, Hoàng Anh, vợ cũ của Huy Khánh, bất ngờ tiết lộ với báo giới thông tin chồng mình đang cặp kè cùng Kim Tuyến. Huy Khánh lên tiếng bênh vực Kim Tuyến và thừa nhận việc anh có tình cảm với nữ diễn viên là sự thật. Nhưng chuyện tình cảm này nảy sinh sau khi ly hôn cùng Hoàng Anh. Tuy nhiên, sau đó chính Huy Khánh cũng là người khiến Kim Tuyến phải ê chề khi phát biểu Kim Tuyến không xứng với tôi. Sự việc này một thời gian dài làm trò cười cho công chúng. Khi hai người lên mặt báo đấu khẩu nhau, Huy Khánh cũng bị gắn mác là kẻ sở khanh bạc tình, Kim Tuyến thì bị mất đi hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ. Ngô Thanh Vân, sau những lời đồn thổi kể từ khi cùng đóng phim Dòng Máu Anh Hùng, Cathy, vợ của Johnny Chí Nguyễn lên tiếng khẳng định Ngô Thanh Vân là kẻ thứ ba làm đổ vỡ hôn nhân kéo dài của hai người trong bài phỏng vấn đẫm nước mắt. Điều này đã khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Về phía Ngô Thanh Vân, cô liên tục bị ném đá và nhận những chỉ trích gay gắt của cư dân mạng lẫn người hâm mộ. Tuy nhiên, trước scandal giật chồng, Ngô Thanh Vân lại chọn cách im lặng. Đã nữ chưa lần nào lên tiếng phủ nhận hay biện minh cho bản thân. Hiện tại người đẹp vẫn là gái sự nghiệp một mình lẻ bóng. Còn Johnny Chí Nguyễn lại tay trong tay bên người yêu 9X Nhung Khay. Tuyết Ngọc, Lam Trường kết hôn cùng người yêu Việt Kiều Ngô Ý An vào năm 2004, sau khi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Năm 2011, Lam Trường bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi với Ngô Ý An, nguyên nhân được cho là bởi sự xuất hiện của người mẫu Tuyết Ngọc. Trong suốt thời gian dính tin đồn làm người thứ ba, Tuyết Ngọc không ngần ngại xuất hiện cùng Lam Trường trong các buổi sự kiện. Cô cũng liên tục dành nhiều lời khen cho Lam Trường trên các mặt báo và thẳng thắn thừa nhận anh hai là hình mẫu đàn ông lý tưởng của mình. Hiện tại Lam Trường đã kết hôn cùng cụ hot girl Yến Phương, Tuyết Ngọc vẫn đang trong tình trạng độc thân. Cô gần như rút lui khỏi tất cả hoạt động của showbiz Việt để chuyên tâm cho công việc kinh doanh và biên tập viên thời trang của một tạp chí. Thanh Hằng, vào tháng 9 2013, siêu mẫu Thanh Hằng đã đập tan nghi án về giới tính của cô khi bất ngờ bị một nữ Việt Kiều Canada tố cáo là đen díu với chồng của mình. Theo nữ Việt Kiều, Thanh Hằng và chồng cô đã gặp nhau trong một buổi sự kiện vào tháng 4, 2013. Sau đó cả hai vẫn tiếp tục giữ liên lạc. Vì Thanh Hằng mà chồng người phụ nữ này tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí đề nghị ly hôn với cô.
cuộc đời đẫm nước mắt của nghệ sĩ thoại Mỹ sau hai lần hủy hôn. Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng với những vai đào lẳng lơ, trải qua những cuộc tình đầy nước mắt. Ở tuổi U50, với một lần ly hôn, hai lần hủy hôn, chị hiện độc thân và không có con. Nghệ sĩ ưu tú thoại Mỹ đến buổi hẹn với Đầm Hồng và túi xách cùng tông màu. Trong buổi chụp hình, chị liên tục tạo dáng nhí nhảnh và hài hước. Nhìn vẻ ngoài rạng rỡ trẻ trung của thoại Mỹ, không ai nghĩ chị từng trải qua những cuộc tình đẫm nước mắt, tưởng sống đi chết lại. Gần đây ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ cải lương canh cánh trong lòng mong ước có con. Chị thú nhận hàng đêm khóc ướt gối vì ước mơ có con ẵm bồng ngày càng khó khăn khi tuổi ngày càng lớn. Trên sân khấu cải lương, chị luôn đảm nhận các vai ác, dữ dằn và lẳng lơ, những vai đó có phần nào của con người chị. Giọng hát và cách diễn của tôi thích hợp với những vai diễn đó hơn là vai chính. Cuộc sống có đủ hỉ nộ ái ố, cái xấu đang xen cái tốt, nên nếu ai cũng đảm nhận vai tốt thì làm sao có kịch bản hay cho mọi người xem. Bản thân tôi cũng thích đóng vai dữ vì có nhiều đất diễn, đa dạng tâm lý, dễ dàng cho mình biến hóa với nhân vật. Nhiều lần đi quay ở ngoài cảnh, khán giả đứng xem chửi, con quỷ kia ác dễ sợ, nhưng lúc đó tôi hoàn thành xong cảnh quay lại khen hay. Những vai diễn đó khác hẳn với con người tôi sống thẳng, nóng tính, có sao nói vậy. Sự thẳng thắn ấy từng khiến chị và Kim Tử Long, Ngọc Huyền xung đột trên ghế nóng đường tới danh ca vọng cổ mùa 1. Đúng thế, vì cả ba huấn luyện viên ai cũng muốn bảo vệ thí sinh đội mình. Sự tranh luận một phần là chiêu trò, tạo sự hấp dẫn cho chương trình. Nhưng đôi khi quá khích, chúng tôi cũng tranh cãi dữ dội. Tất nhiên lúc đó có giận nhau, chứ kết thúc chương trình thì cảm xúc đó hết ngay. Ai cũng hiểu đó chỉ là công việc. Cả ba chọn cách thẳng thắn với nhau. Chẳng hạn không hài lòng gì với anh Kim Tử Long hay Ngọc Huyền, tôi đều nói rõ. Nếu có lúc nói hơi thiếu kiểm soát với Huyền thì sẵn sàng xin lỗi cô ấy. Khi ngồi ghế nóng chung với Ngọc Huyền, nhiều người cho chị ấy sắc sảo nên lấn át thoại Mỹ, chị nghĩ gì? Khi hóa thân vào nhân vật ác, tôi trông dễ sợ, nhưng ngoài đời sống thản nhiên nhẹ nhàng. Thực tế Huyền cũng không lấn át tôi đâu, chỉ là phong cách nói chuyện khác nhau. Nếu tôi nghĩ và cảm nhận như thế thì sao chúng tôi có thể làm việc chung? Nói qua nói lại thì cũng chỉ là công việc. Chuyện cũ đã qua nhưng vẫn muốn hỏi lại chị, sự việc Ngọc Huyền bỏ làm giám khảo vào tập cuối của đường đến danh ca vọng cổ, có tin Ngọc Huyền bị chèn ép. Nếu tôi ăn hiếp thí sinh của Huyền thì Huyền có chịu không? Đó là câu chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc. Tôi không thể đứng ra biện minh cho thí sinh của Huyền được. Tôi làm việc thế nào thì bản thân mình hiểu mình và cả ekip làm việc hiểu mình được rồi. Không lẽ thấy thí sinh, đội Huyền nói thế thì tôi phải lên tiếng sao? Để làm gì? Nếu tôi chèn ép Huyền thì ban tổ chức có để tôi như vậy không? Họ sẽ bảo vệ Huyền chứ. Thực tế tôi và Huyền không có gì xung đột với nhau. Khi sự việc xảy ra, tôi còn nói với ban tổ chức phải bảo vệ Ngọc Huyền. Đây là cuộc thi hoàn toàn công tâm và công bằng. Ở tuổi U50, chị vẫn sống độc thân không có con. Câu hồng nhan bạc mệnh dường như ứng với cuộc đời chị. Trước khi tôi lấy chồng, đi xem thầy tử vi thì ổng nói số tôi không nên làm đám cưới. Nếu cứ cưới thì sẽ bỏ nhau sớm. Lời cảnh báo đó tôi bỏ ngoài tai là vì con gái ai không muốn có gia đình đàng hoàng. Và đám cưới của tôi khi ấy lớn lắm vang khắp Sài Gòn. Tôi làm mọi cách, cố gắng vun đắp cho gia đình, nhưng kết cục lại không tới đâu. Tôi tưởng việc mình đi làm việc chăm chỉ, mua sắm nhà xe đủ đầy thì chồng sẽ thương yêu. Ngược lại giữa chúng tôi lại thành khoảng cách, và tới lúc không thể giải quyết được thì chia tay vài năm sau đó. Là người làm chủ kinh tế, kiếm tiền chủ lực trong gia đình, vì sao chị lại ra đi với hai bàn tay trắng hậu ly hôn? Lúc đến với nhau hai đứa còn khó khăn và tự gây dựng nên nhà cửa. Khi ấy tôi đi làm nhiều, cát xê cũng cao dễ sợ lắm. Một ngày có khi kiếm được một cây vàng. Không những thế, tôi còn có nguồn thu từ quán nghệ sĩ giúp quần áo. Tiền vô nhiều, nhưng tôi hầu như không xài vì lịch đi hát chiếm hết thời gian. Tôi chỉ đầu tư quần áo trang sức phục vụ cho công việc. Khi ấy chồng tôi lại thất bại trong công việc, tôi cũng không tính toán tiền bạc với anh. Vì nghĩ luật bù trừ, tôi dễ dãi về tiền bạc, vô tình làm cho anh hư. Vì thế chúng tôi giận nhau nhiều phen dữ dội. Tới lúc tôi xin về gia đình để xem anh có chịu thay đổi, xem anh sẽ lựa chọn thế nào giữa con đường ăn chơi và gia đình. Vậy mà tôi mới đi ra khỏi nhà thì anh nói đi là đi luôn. Khi tôi muốn về lấy bộ đồ thứ hai anh cũng không cho. Anh nghĩ tôi sợ tai tiếng, không dám bỏ nên làm căng. Mấy tháng tôi về nhà mình, anh không nhận lỗi, cũng không quan tâm hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi quyết định viết đơn ly hôn đơn phương. Ra đến tòa, anh đòi tài sản, nói những điều khó nghe. Tôi thấy thế càng buồn thêm vì nhận ra anh đâu phải sống vì mình mà sống vì những thứ khác. Tôi bảo anh muốn lấy gì cứ lấy, chỉ cần ký vào đơn thôi. Sau đó tôi thuê nhà, ra đi không mang theo bất cứ thứ gì. Tôi nghĩ mình còn làm được việc, sẽ gây giận lại nên không muốn tranh cãi về tài sản.
Đám cưới linh đình bậc nhất Sài Gòn nhưng ly hôn trong cay đắng, chị đã khủng hoảng tinh thần thế nào? Tôi khóc suốt, đi diễn mà hét không nổi, nước mắt lấm lem hết son phấn. Nhiều khi chán quá tôi đã tìm cách tự tử. Tôi uống thuốc ngủ thì được người giúp việc đưa đi cấp cứu, còn lần khác thì cửa tay chảy máu, bây giờ sẹo vẫn còn ở cổ tay. Tôi lên chùa khóc và xin thầy cạo đầu. Thầy khuyên tôi về đọc kinh và nói, thầy cạo đầu cho con cũng được, nhưng về nhà nhìn mình trong gương tàn tạ con sẽ càng suy sụp hơn. Do đó thầy chỉ cắt ngắn mái tóc cho tôi, nhờ tịnh tâm, đọc kinh, tôi suy nghĩ sáng suốt hơn và vượt qua cơn sang chấn tâm lý từ từ. Về kinh tế, chị đã gầy dựng thế nào từ con số 0? Tôi lao vào công việc, may mắn, mọi người lại thương, mời gọi tôi đi làm việc liên tục. Khi ấy tôi mướn nhà ở 2 triệu một tháng, lịch diễn của tôi kín mít, có khi 1-2 tháng tôi mới về một lần. Khoảng 2 năm sau tôi đã mua được 9 căn nhà mình thuê. Ngôi nhà nó bây giờ tôi vẫn còn ở. Vài lần tôi định dọn đi để ra nhà mới, rộng hơn, nhưng cuối cùng tôi quyết định giữ lại. Ngôi nhà này như một kỷ niệm đánh dấu sự gầy dựng lại của tôi. Ba người đàn ông đến với chị đều để lại những ký ức buồn, giờ đây chị có còn liên lạc với họ. Quan hệ của chúng tôi vẫn tốt, tôi từng giận họ nhưng rồi nhận ra tất cả đều là do duyên số. Bây giờ có người vẫn quan tâm và còn ngỏ ý muốn quay lại với tôi. Tuy nhiên tôi rất rõ ràng, khi chuyện đã qua thì sẽ khép lại. Vì sao chị không muốn nhờ người mang thai hộ? Tôi không nghĩ tới chuyện đó đâu. Thà tôi sinh con nuôi còn không tự mình sinh con. Nghĩ tới chuyện đến đề nghị và thương lượng với người mang thai hộ thì tôi không làm được đâu. Với người đàn ông gắn bó với chị 3 năm qua, chị còn ý định kết hôn. Trong cuộc sống có nhiều thứ xảy đến ngoài ý muốn, tôi không muốn nói trước điều gì. Riêng với người ấy, tôi nói họ phải cho mình thêm thời gian. Ở tuổi này tôi không muốn lại rơi vào tình trạng kết rồi lại gãy. Bây giờ vui hạnh phúc được ngày nào thì cứ vui ngày đó. Kết hôn cứ để duyên số quyết định.